Có bao giờ bạn tưởng tượng rằng bạn có thể có một khả năng mà không ai trên trái đất có thể làm được, kể cả những thiên tài hay không? Chúng ta không nói về khả năng siêu nhiên như tàng hình hay đi xuyên tường. Chúng ta sẽ nói về những khả năng có thật mà rất hiếm gặp ở con người. Mời các bạn hãy chuẩn bị đón nhận những khám phá về khả năng của bản thân. Biết đâu, bạn biết mình thực sự rất đặc biệt thì sao? Ngón tay nhẫn. Để bắt đầu thì bạn hãy làm điều đơn giản sau đây. Khép kín hai lòng bàn tay của bạn và uốn cong ngón giữa gập xuống như trong video. Giữ nguyên trạng thái của lòng bàn tay và các ngón khác. Bây giờ, bạn hãy tách không cho ngón nhẫn chạm vào nhau nữa. Nếu bạn làm được, tôi thực sự khâm phục bạn. Đó là khả năng siêu cường độc đáo. Há miệng. Hãy tập trung sức mạnh tâm trí của bạn và nhìn lên màn hình. Đây là một thử thách khó nuốt hơn. Bây giờ, bạn hãy há miệng rộng nhất có thể và thử đưa nắm đấm của bạn vào miệng. Bạn không làm được đúng không? Xin đừng buồn vì 99% người không làm được điều này. Hầu hết, những người làm được là đưa một nửa nắm đấm vào trong miệng mà thôi. Nếu bạn nằm trong 1% người đưa được toàn bộ nắm đấm vào miệng, bạn thực sự có siêu năng, nhưng tốt nhất hãy quên nó đi. Đó chỉ là một nửa của thử thách bạn may mắn đưa được vào, thì lúc này bạn phải nhăn nhó vì muốn đưa nó ra. Vì vậy nên hãy suy nghĩ hai lần trước khi cố gắng, hoặc bạn sẽ phải ngồi như một tên ngốc với một nắm đấm trong miệng chờ bác sĩ tới cứu. Ngón tay cái. Thử thách này không khó với một đứa trẻ, nhưng với bạn nó sẽ khó hơn là leo lên đỉnh Everest. Bạn hãy uốn cong ngón tay cái của mình cho tới khi nào chạm được vào cổ tay. Nếu bạn làm được, xin chúc mừng vì bạn đã nằm trong số 5% người có khả năng này. Bạn hãy vui lên, thử thách này đến đây là kết thúc và sẽ không có thêm bất ngờ nào cho bạn nữa đâu. Bây giờ, bạn có thể khoe với bạn bè về khả năng đặc biệt này của mình rồi. Có thể, bạn sẽ là tâm điểm chú ý của bữa tiệc tối nay đấy. Nước bọt. Đây là khả năng phun một tia nước bọt dưới gầm lưỡi như một con rắn hổ mang. Chúng ta chắc không ai làm được rồi. Hãy cùng chúc mừng cho những người có khả năng này. Đó thực sự là một siêu anh hùng. Dưới lưỡi của chúng ta có một tuyến nước bọt có thể tiết ra một lượng lớn nước bọt ở tốc độ nhanh chóng. Điều này lại thường chỉ xảy ra ngoài ý muốn như khi bạn ngáp hoặc đến nhà sĩ chữa răng. Tuy nhiên, nếu bạn có thể dùng suy nghĩ để làm nó tiết ra nhanh chóng và phun thành tia như rắn hổ, thì bạn là cá nhân vô cùng đặc biệt. Mắt. Thử thách cuối cùng này liên quan đến mắt. Đây là một khả năng tuyệt vời mà rất ít người làm được, thậm chí là không dám làm thử. Nếu bạn làm được, bạn sẽ trở thành người đặc biệt thứ 14 của thế giới biết đến. Đây thực sự là một khả năng rất thú vị, nhưng xin bạn đừng thử cố gắng làm nó. Để làm được điều này, cơ hở nhãn cầu mi mắt và mắt của bạn phải được bố trí một cách đặc biệt. Có một cách chắc chắn mà bạn có thể làm được, đó là xem người khác gây ngạc nhiên với thế giới. Nếu bạn vẫn muốn thử thách bằng cách dùng thủ đoạn kéo cho mắt lồi ra, bạn thực sự rất tuyệt vời vì lòng dũng cảm. Và sau đó, bạn vẫn rất tuyệt vời khi luôn đeo cặp kính râm ngầu đời hơn người khác. Đừng giận, tôi chỉ đùa bạn thôi. Hy vọng bạn sẽ có một ngày thú vị. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy để lại ý kiến của bạn ở dưới phần comment nhé.